birthday to you. Wow, chào Minh Châu, hôm nay em làm gì mà em tươi vui dữ vậy mà lại còn happy birthday nữa. Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh đâu. Happy birthday to món ngon mỗi ngày. Wow, hôm nay là sinh nhật 3 năm của món ngon mỗi ngày. Anh Vũ ơi, em xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình và đặc biệt là thay mặt cho quý vị khán giả gửi đến cho anh Vũ nè và các anh chị đầu bếp đã tham gia chương trình một bó hoa tươi thắm. Cảm ơn anh cũng như các anh chị đã luôn đồng hành với chương trình và đã tạo nên thương hiệu của chương trình trong suốt 3 năm qua. Cho anh xin và anh cũng xin cảm ơn em cũng như cảm ơn các anh chị làm chương trình và đặc biệt là anh cũng xin thay mặt cho anh chị em đầu bếp chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và có rất là nhiều cái đóng góp quý báu cho chương trình của chúng ta. Dạ. À, ở đây có một trái sầu riêng. Hèn chi nãy giờ em cứ ngửi thấy cái mùi thơm quá chừng luôn à. Anh đang chuẩn bị món ăn để làm cho cái nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 3 năm của chương trình Món Ngon mình đó. À mà anh ơi, mùa hè mà không ăn sầu riêng thì chắc là rất phí đúng không? Đúng rồi. Ngày hôm nay mình sẽ ăn một món ngọt đi, tại vì sầu riêng em thấy làm bánh hay nấu chè ngon lắm á. Thường thường là như vậy nhưng mà hôm nay đặc biệt trong sinh nhật của Món Ngon Mỗi Ngày của mình hôm nay anh không hướng dẫn món ăn tráng miệng mà một ăn mặn làm bằng từ sầu riêng và trái cây nữa. Wow, nếu mà sầu riêng mà làm thành món mặn thì nhân đôi phần hấp dẫn rồi còn cái gì nữa. Nhưng mà chưa hết đâu Minh Châu ơi, tại vì món ăn này là rất là dễ làm nè và nhiều màu sắc nữa, đặc biệt là dễ ăn nữa và món ăn này rất thích hợp cho các bé nữa. Nếu vậy thì còn gì bằng nữa. Bây giờ anh hãy giới thiệu ngay món hè đa sắc ngày hôm nay đi. Rồi, và chỉ trong tích tắc thôi chúng ta sẽ có ngay món ngon ngày hôm nay. Đó là món chả giò trái cây sốt sầu riêng. Nguyên liệu để làm món chả giò trái cây sốt sầu riêng chúng ta cần có 200g thịt sầu riêng, bánh tráng mía, thơm, táo, dâu, trứng gà, nước cốt chanh, bột bắp, dầu ăn, đường và một nguyên liệu nữa đó là sốt mayonnaise Lisa. Tất cả trái cây đã cắt sẵn, bây giờ chúng ta làm sốt sầu riêng và chúng ta sẽ cuốn chả giò. Dạ. Ha. Rồi anh cho vào đây một chén nước. Dạ. Và 3 muỗng canh đường. Bây giờ anh sẽ hòa vào hoặc khuấy lên như vậy ha. Dạ, anh cho em làm được không? Rồi em hãy giúp anh cái này ha. Em hòa đều ha. Bây giờ trong khi chờ mình cho khuấy, anh sẽ chuẩn bị để cuốn chả giò. Trứng gà mình đánh cho tan nha Minh Châu. Rồi anh sẽ cho tất cả các loại trái cây vào trong một cái tô lớn như vậy. Và anh sẽ cho vào đây 4 muỗng sốt mayonnaise Lisa. Rồi đây anh sẽ trộn đều không hợp lại. Để cho chả giò khi chiên mà không bị chảy á thì anh sẽ cho cái hỗn hợp này vào trong tủ lạnh một thời gian. Để em giúp anh Vũ đem vào tủ lạnh. Rồi giúp anh cái. Quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ Minh Châu sẽ đem cái phần trái cây này bỏ vào trong tủ lạnh. Bởi vì như anh Vũ vừa mới chia sẻ đó, trái cây chúng ta trộn với sốt mayonnaise Lisa bỏ vào trong tủ lạnh thì như vậy khi chiên chả giò sẽ không bị chảy. Sốt sầu riêng này sau khi đường nó tan hết thì anh sẽ cho vào đây ít bột bắp. Bột bắp này anh có pha một ít nước để làm sệt sốt. Và để cho sốt được mịn và giữ lại thịt của sầu riêng thì chúng ta sẽ dùng một cái rây thưa để chúng ta lược lại. Để em giúp anh Vũ nha. Rồi. Như vậy là đã xong rồi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ lấy dùm anh cái hỗn hợp mà trái cây với sốt mayonnaise khi nãy đi. Bây giờ tất cả đang sẵn sàng rồi, chúng ta chỉ còn cuốn và chiên chả giò thôi. Dạ. Đây rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cuốn chả giò nha. Dạ. Ở đây là anh sử dụng bánh tráng mía. Anh sẽ phết trứng gà xung quanh rìa của bánh tráng. Anh sẽ cho nguyên vào trong chính giữa. Mình gấp hai miếng lại như vậy. Sẽ cuốn lại. Rồi xong. Sau khi cuốn xong thì anh sẽ bắt dầu lên để chúng ta chiên chả giò. Khi chúng ta chiên chả giò để cho chả giò không bị bung thì chúng ta nên để cái phần mí ở phía dưới của cái đáy chảo. Như vậy thì chả giò sẽ không bị bung ha. Dạ em nhớ rồi. Rồi chúng ta sẽ chiên nhanh như vậy ha. Dạ. Em nghĩ là cái bánh tráng mía này cũng đã chín rồi đúng không anh? Đúng vậy. Còn trái cây thì khỏi nói rồi ha. Ta không nên chiên quá lâu đúng không? Chúng ta chiên nhanh cho bỏ chả giò vừa chín vàng là lấy ra là được rồi. Em tin chắc là chúng ta sẽ không bị chảy cái mayonnaise ra khỏi chả giò bởi vì chúng ta đã giữ lạnh cái phần nhân trước khi chúng ta đem chiên mà đúng không? Chính xác mà. Và khi chúng ta cho vào chiên như vậy thì giò phải nóng già nha và chúng ta sẽ chiên nhanh. Rồi bây giờ chúng ta thấy chả giò vừa vàng như vậy là được ha. Dạ. Và anh sẽ cho vào giấy thấm dầu. Anh cho sốt sầu riêng vào một cái chén nhỏ như vậy. Đây, rất là đẹp.
Anh Vũ biết không, ở bên ngoài á, nhìn màu vàng vàng là đã rất là bắt mắt rồi. Nhưng mà khi anh Vũ cắt ra bên trong em thấy còn hấp dẫn hơn gấp mấy lần. Bởi vì nhiều màu sắc quá trời nè. Rồi đúng rồi, bây giờ anh sẽ mời em thử. Em cảm ơn anh Vũ. Rồi nhớ chấm với lại sốt sầu riêng nha. Đó. Ngập sốt sầu riêng vậy mới ngon. Ôi cái mùi thơm không thể cưỡng lại được. Anh Vũ ơi, nói nghe nè. Em làm anh hồi hộp quá. Thôi anh thích nhận xét gì anh nhận xét đi. Em phải bận, em ăn đây, em phải không nhận xét được đâu. Rất là ngon. Bây giờ em phải nhận ăn, phải nhận xét nhanh thôi. Quý vị khán giả đang chờ kìa. Anh Vũ biết không, em chắc chắn sẽ làm món này trong ngày sinh nhật của chính mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Món hai là đá sắc. Mến, như vậy là chúng ta đã có một món ăn rất ngon để chào mừng sinh nhật lần thứ 3 của Món Ngon Mỗi Ngày. Và đó cũng chính là món quà chúng tôi gửi tặng đến tất cả quý vị thân yêu, những người đã luôn đồng hành với Món Ngon Mỗi Ngày trong suốt 3 năm qua. Chúng tôi rất hy vọng rằng quý vị sẽ thực hiện món ăn này. Và Minh Châu tin chắc rằng quý vị sẽ thích nó, bởi vì hương vị rất là hài hòa giữa các nguyên liệu với nhau và sẽ đem đến cho quý vị những phút giây thật là vui vẻ bên người thân của mình trong mùa hè này. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và hãy thường xuyên liên lạc với chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi vẫn là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Còn số điện thoại đó là 0838237557. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Món Ngon Mỗi Ngày.